Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Sở Công Thương và Cục Quản lý Thị trường thành phố yêu cầu đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn thành phố. Theo đó, thì sau khi tiếp nhận công văn của Bộ Công Thương về việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu tại địa phương, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh, duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của doanh nghiệp. Đồng thời yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu sẽ đảm bảo nguồn cung lợi nhuận trong hệ thống phân phối cho các đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu một cách hợp lý. Các doanh nghiệp bán lẻ, đại lý và cửa hàng kinh doanh xăng dầu chia sẻ những khó khăn của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho Sở Công Thương, Cục Quản lý Thị trường thành phố giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, đảm bảo việc bán hàng của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không bị gián đoạn. Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn cam kết thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh xăng dầu, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Vâng, và ngay sau khi có những điều chỉnh giá xăng dầu, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận nhiều cây xăng bán hàng trở lại. Đây là những cây xăng đã nhập được hàng. Việc này khiến cho việc mua xăng của người dân ở một số khu vực trở nên dễ dàng hơn. Ghi nhận của phóng viên Chuyển động 24 giờ ngay trong sáng ngày hôm nay. Tôi đang có mặt tại một cây xăng có quy mô lớn trên đường Điện Biên Phủ thuộc quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là một trong khoảng 10 cây xăng tại quận Bình Thạnh trong thời gian vừa qua tạm dừng bán xăng. Và tại thời điểm này thì đã bán trở lại. Tất cả các trụ bơm xăng thì đều có người đứng bán và người mua xăng đến đây không phải chờ đợi cũng như không phải xếp hàng đợi lâu. Nay nó dễ dàng hơn, dễ dàng hơn mấy bữa trước rồi, nay dễ hơn, đổi hơn trước rồi, đổi thoải mái luôn, đổi nay đổ thoải mái luôn chứ không em. Thì ở nay gặp thì đổ luôn, không có đi kịp nữa. Theo thông tin sơ bộ, ngay trong chiều tối ngày hôm qua, đã có khoảng hơn 50 cây xăng trong tổng số khoảng gần 140 cây xăng tại thành phố Hồ Chí Minh tạm ngưng bán thời gian qua đã nhập được hàng để tiếp tục kinh doanh. Trong đó có nhiều cây xăng lớn tại quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Thủ Đức, huyện Bình Chánh giúp người dân dễ dàng hơn trong việc mua xăng. Một số cửa hàng vẫn tiếp tục ngưng kinh doanh trong tổng số khoảng 550 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang kinh doanh trên toàn địa bàn thành phố.